Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lê Thanh Hải về vườn, Lê Trương Hải Hiếu cũng ra ma. Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả bầu ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 11 trong chiều ngày thứ bảy 17 tháng 10. Những người có mặt trong danh sách sẽ là các cán bộ chủ lực của thành phố trong thời gian 5 năm tới. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020. Giới thạo tin chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh cho Đài Tiếng nói BBC biết, một số cán bộ ở thành phố đã không có mặt trong danh sách ban chấp hành Đảng bộ mới này. Trong số này có những người bị kỷ luật hay sắp nghỉ hưu nên không có gì lạ, và cũng có những gương mặt được cho là còn trẻ, triển vọng nhưng lần này chưa được bầu. Có thể kể tên một số cán bộ vắng bóng như Tất Thành Cang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gần đây đã bị khởi tố, Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân, Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, Võ Khắc Thái, Bí thư quận 7, Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Dương Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn và ông Lê Trương Hải Hiếu là con trai của cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Ông Hiếu vốn có tên trong ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 nhưng đã không có tên trong danh sách khóa mới. Từ 72 ứng viên, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 đã bầu ra 61 ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 trong ngày làm việc chính thức thứ 3 của đại hội. Trong số 48 ủy viên được giới thiệu cho nhiệm kỳ mới có 47 trường hợp tái đắc cử. Trường hợp tái đắc cử duy nhất nhưng không trúng cử Ủy ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 là ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12. Đây là hình ảnh vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 với tỷ lệ phiếu cao tới 100%. Trong diễn biến nhân sự liên quan, ông Nguyễn Văn Nên được bầu chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 62/62, có nghĩa là 100%. Cũng trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Trước đó, vào ngày 11 tháng 10, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để bầu Bí thư Thành ủy Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 1953, quê quán Trà Vinh, trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Đại học Marburg tại Cộng hòa Dân chủ Đức, chuyên ngành điều khiển học, giáo sư kinh tế, tiến sĩ điều khiển học, thạc sĩ quản lý hành chính công. Bí thư và các phó bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang. Và sự kiện ông Lê Trương Hải Hiếu, con trai ông Lê Thanh Hải, bị loại ngay ra khỏi ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù được đưa vào danh sách tái cử, cũng khá đặc biệt, cho thấy thời kỳ suy yếu của gia tộc họ Lê Thanh Hải. Trước đó, ông Hiếu chỉ bị kỷ luật khiển trách vì có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Đây là hình ảnh vào tháng 5 năm 2015, Bí thư Đinh La Thăng lúc đó đã chỉ định ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia ban chấp hành Đảng bộ thành phố không qua thủ tục bỏ phiếu, bởi trước đó Hiếu đã không đủ phiếu để vào ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả Diên Vĩ có bài bình luận đăng trên Dân Luận với tựa đề Lê Trương Hải Hiếu đời tôi đầy những bất ngờ, một nội dung như sau. Được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12, ông Lê Trương Hải Hiếu mới 34 tuổi đã trở thành lãnh đạo quận trẻ nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Trương Hải Hiếu bày tỏ rằng cá nhân ông cũng rất bất ngờ khi Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mà bố ông làm bí thư đã trao quyết định điều động ông về làm Chủ tịch quận 12. Khi được hỏi về tâm trạng bất ngờ trước việc bổ nhiệm,
ông Lê Trương Hải Hiếu cũng giãi bày: "Cuộc đời 35 tuổi của tôi đầy những bất ngờ. Mỗi ngày thức dậy tôi đều biết trước sẽ có những điều bất ngờ đang đón đợi mình." Lấy ví dụ như khi mới ra đời, ông đã thấy kinh ngạc khi mình là con của bố mẹ mình. Ông nhớ lại, xoay sang ông lại ngạc nhiên khi biết dì hai của mình là Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Một sự kiện khác cũng khiến ông ngạc nhiên là việc đi du học. Ông nói, sức học tôi cũng tạm bình thường như những bạn bè khác, nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi được tuyển chọn để đi học cao học quản trị kinh doanh ở Mỹ theo chương trình đào tạo 300 thạc sĩ tiến sĩ bằng ngân sách của nhà nước, của thành ủy nơi ba tôi làm bí thư. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước khi tham gia công tác đoàn với nhiệm vụ của Ủy ban Ban chấp hành Đoàn Khoa luật Thương mại, Ủy ban Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông đã bất ngờ khi biết rằng bố mình cũng từng bắt đầu sự nghiệp lãnh đạo từ việc tham gia công tác tại thành đoàn và thành ủy. Đây là hình ảnh blogger Điếu Cầy, tức là Nguyễn Văn Hải, bìa bên phải và Tạ Phong Tần đứng giữa đối mặt với Lê Trương Hải Hiếu. Khi ấy, Hiếu đã làm bí thư đoàn quận 1 và tích cực tham gia nhóm dư luận viên phá rối nhóm câu lạc bộ nhà báo tự do biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà văn hóa Thanh niên vào ngày 16 tháng 12 năm 2007. Trong suốt thời gian 8 năm liên tục công tác tại quận 1, kinh qua các chức vụ như bí thư quận đoàn quận 1, bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Thành, rồi là phó chủ tịch phụ trách kinh tế, phó bí thư thường trực quận ủy, các cơ quan trực thuộc thành ủy do bố ông làm bí thư, cứ mỗi lần được đề bạt ủy nhiệm là một lần ông lại thấy ngạc nhiên. Ông nói, về sau này tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ khi biết được quá trình công tác và đề bạt của mình giống hệt ba tôi, và cũng sẽ thấy bất ngờ nếu bước đường sự nghiệp của tôi cũng giống hệt ba tôi trước đây. Ông cũng rất bất ngờ khi nhận được kỷ niệm chương vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Thủ tướng. Tuy nhiên, các trẻ em này lại hoàn toàn không bị bất ngờ tí nào về hoàn cảnh của mình. Các em này lại cũng không thấy bất ngờ khi biết tương lai sẽ không có được suất du học của thành ủy. Khi được hỏi về câu ca dao, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa, ông Hiếu cho biết là ông thấy rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ông nghe được câu này. Trả lời phỏng vấn báo chí về việc con trai được bổ nhiệm làm chủ tịch quận 12, ông Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khi đó đã thẳng thắn cho biết: "Tôi có hai bất ngờ. Trước tiên, tôi cũng thấy bất ngờ khi cháu bị bất ngờ về việc được bổ nhiệm này. Suốt gần mười mấy năm theo dõi, cơ cấu cháu nào vào đấy, ngày nào cũng dặn dò đường đi nước bước, con đường sự nghiệp rõ như vậy, thế mà nó lại bất ngờ. Có gì mà ngạc nhiên cơ chứ? Đồng chí Kim Jong Un mới ba mươi mấy cũng đã thay cha lãnh đạo nước bạn rồi đấy thôi." Ông nói. Điều thứ hai là tôi thấy bất ngờ khi cháu về lại quận 12. Suốt 8 năm qua, thành ủy do tôi lãnh đạo đã cơ cấu nó về quận 1 cũng là có mục đích. Từ phó bí thư thường trực quận ủy, phó chủ tịch tỉnh ủy ban nhân dân quận 1, tôi nghĩ cháu sẽ được đề bạt lên chức ở quận 1 thì hợp lý hơn. Ông cho biết thêm, đại hội tới chắc chắn sẽ có nhiều đồng chí bị bất ngờ vì quyết định này. Và tác giả Diên Vĩ đã kể lại giọng châm biếm về sự giả dối đến mức độ trừng cháo của hai cha con, bí thư và chủ tịch quận này. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, là dì ruột của Lê Trương Hải Hiếu. Một bài viết khác soi kỹ hơn về Lê Trương Hải Hiếu của tác giả Lê Hồng Hà với tựa đề "Lê Trương Hải Hiếu, kẻ phóng đãng", đăng trên báo Tiếng Dân với nội dung như sau. Lê Trương Hải Hiếu sinh ngày 7 tháng 9 năm 1981 tại Tiền Giang, là con trai của ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, và bà Trương Thị Hiền là em gái của bà Trương Mỹ Hoa, giám đốc Học viện Cán bộ thành phố, sau là Phó Chủ tịch Quốc hội, rồi làm Phó Chủ tịch nước từ năm 2002 cho đến 2007. Từ tháng 10 năm 2001 cho đến tháng 5 năm 2005 là sinh viên Trường Đại học Luật ở thành phố Hồ Chí Minh, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 31 tháng 7 năm 2004. Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 8 2007, học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học tại Hoa Kỳ theo chương trình đào tạo 300 thạc sĩ tiến sĩ của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, ông Lê Thanh Hải là chủ tịch thành phố. Từ tháng 9 năm 2007 đến tháng 2 2008 là cán bộ thanh niên thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 2 năm 2008 đến tháng 1 năm 2010 là quận ủy viên, bí thư quận đoàn 1 thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 1 năm 2010 cho đến tháng 12 năm 2013, ông giữ nhiệm vụ quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường Bến Thành, quận 1. Và tiếp theo, từ tháng 1 2014 đến tháng 8 2015 là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1. Và từ tháng 9 năm 2015 cho đến nay, được điều động về giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 năm 2015, Hiếu không đủ phiếu để vào danh sách 69 ủy viên Ban chấp hành thành phố. Tuy nhiên, y cũng chui vô được đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi Đinh La Thăng về làm Bí thư thành Sài Gòn, chiều ngày 25 tháng 5 năm 2016, Thăng đã tặng cho bố già Đinh Hải một món quà vô giá. Đó là quyết định của Ban Bí thư chỉ định Hiếu trực tiếp tham gia Ban chấp hành Đảng ủy, mặc dầu y đã bị loại trước đó không lâu. Tháng 4 năm 2018, Lê Trương Hải Hiếu đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Hiếu đã bị Ban Thường vụ Quận ủy Quận 12 quyết định kỷ luật, giơ cao đánh khẽ bằng hình thức khiển trách. Đây là hình ảnh gia tộc Bí thư Lê Thanh Hải, từ trái sang là Lê Tuấn Hùng, em trai Lê Thanh Hải hiện đang ngồi tù, đến Lê Thanh Hải rồi đến vợ ông Hải là bà Trương Thị Hiền, hiệu trưởng trường cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trương Thị Hiền là em ruột của bà Trương Mỹ Hoa, ảnh ngoài cùng bên phải. Hàng dưới là Lê Trương Hiền Hòa, là con trai thứ hai, và Lê Trương Hải Hiếu là con trai trưởng. Thậm chí mới đây, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoan còn trơ trẽn trả lời báo chí rằng đó là chuyện nhỏ, anh Hiếu sẽ vượt qua nhanh thôi. Thật ra câu chuyện không đơn giản như Võ Văn Hoan phán, cũng không phải như Thường vụ Thành ủy báo cáo với Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh rằng Hiếu đã kịp thời bổ sung lý lịch đảng viên. Lê Trương Hải Hiếu sống một cuộc sống xoa đọa cũng như em trai mình là Lê Trương Hiền Hòa, sống như vợ chồng với mỹ nữ Lý Nhã Kỳ. Hải Hiếu không chịu gò bó trong hôn nhân mà chỉ muốn phè phỡn cùng các cô gái, thác loạn và cuộc sống rong chơi mỗi ngày. Và Hải đã có con chung với một người đẹp tên là Bảo Phương, với tiền bạc đồng như quân nguyên của gia tộc họ Lê Thanh Hải. Bảo Phương được cung phụng cuộc sống như ông bà Hoàng, bà Chúa giữa Sài Gòn. Và bạn bè và báo chí xem cô là con dâu cưng trong hoàng tộc Sài Thành. Tuy nhiên, mối tình 7 năm và sinh cho Lê Trương Hải Hiếu hai đứa con, song Bảo Phương vẫn không thể giữ chân được một kẻ phóng đãng như hắn. Bị ruồng bỏ, bị phụ bạc, bị xem thường và không cho mình một danh thân phận, như ngày nào Hải Hiếu đã hứa. Trong buồn bực và tuyệt vọng, Bảo Phương đã nổi loạn. Cô làm đơn tố cáo gửi cho các cơ quan truyền thông và các cơ quan trung ương để tố cáo và trần chân tướng của Lê Trương Hải Hiếu và gia tộc của lãnh chúa miền Nam. Và sự bình an của cha con Lê Trương Hải Hiếu đến giờ phút này vẫn là thách thức ghê gớm đối với lò ông Trọng, là sự nhạo báng với pháp luật và nước nhà. Tác giả Lê Hồng Hà đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020, với bản tin Lê Thanh Hải về vườn, Lê Trương Hải Hiếu cũng già mà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.